Hồng má nào chịu thua má nào, cậu nhóc Việt Nam một mình cân ba người Trung Quốc, khiến các anh chị em xem mà đã ken ơ. Lại là câu chuyện tranh cãi trên mạng về vấn đề biển đảo. Không biết diễn biến từ đầu thế nào, chỉ biết cậu bé có tên Minh Quân đang tham gia phòng chat với ba người Trung Quốc. Khi nhắc đến chủ quyền với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, cậu nhóc đã một cân ba, solo, không hồi kết. Sao là của Trung Quốc? Trung Quốc làm cho cả thế giới gì ta hại, mùm la gì mà. Kuguna, Trung Quốc tạo ra đó. Là của Trung Quốc. Việt Nam. Là của Trung Quốc. Việt Nam. Trung Quốc. Việt Nam. Trung Quốc. Việt Nam. Trung Quốc. Cãi một hồi chuyển qua ngôn ngữ vũ trụ luôn các bạn ạ. Cậu nhóc khiến ba người Trung Quốc xịt keo cứng họng vì không hiểu nhóc ta nói gì. Sau một hồi, cậu bé than thở rằng Việt Nam. Trung Quốc. Buồn ngủ quá trời, cái máy support pin. Việt Nam. Trung Quốc. 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 Việt Nam. 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 Trung Quốc. Việt Nam. Việt Nam. Việt Nam. Trung Quốc. Việt Nam. Trung Quốc. Việt Nam. Trung Quốc. Dù máy hết pin nhưng tinh thần dân tộc thì mãi không hết nha. 10 điểm không nhưng dành cho Minh Quân, yêu nước số 1 và nhây cũng vô địch luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi 8TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày, bạn nhé.